Trước đó, em Lưu Thị Nhật Loan, 13 tuổi, ngụ tại phường 3, thành phố Vĩnh Long, đang là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi trên địa bàn. Khi em đi phụ giúp gia đình dọn bàn ghế quán cà phê trong chợ phường 3 thì nhặt được một túi xách nữ bị đánh rơi. Ngay sau đó, em đã mang túi trên đến công an giao nộp. Lực lượng công an kiểm tra bên trong túi xách có 1.600.000 đồng cùng nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Ngọc Huyền, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, nên đã tiến hành xác minh liên hệ với người đánh rơi tài sản. Sau khi nhận lại được tài sản bị mất, chị Huyền đã gửi lời cảm ơn đến em Loan và công an phường 3, thành phố Vĩnh Long. Hành động không tham của rơi của em Loan là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và là tấm gương sáng để các em học sinh học tập noi theo. Tiêu điểm nóng, chưa xem tin nóng, chưa bàn điểm nóng. Tiêu điểm nóng phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày trên đài truyền hình thành phố Cần Thơ.